cho các bạn nhá. Thì hôm nay mình chống nắng mặt trần. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video chống nắng mặt trần này. Ây. Đây là cách mình sẽ chống cái mặt trần này khỏi nắng nhá. Mình sẽ giải xốp lên mặt trần này và mình sẽ giải bạt lên. Điều đầu tiên mình phải cảm ơn là bố mình đã mang những cái tấm xốp này về cho mình. Giải xong tấm bạt này rồi các bạn, nó sẽ chống nắng các bạn, nó sẽ chống nắng mặt trần này nhá. Và ở phía bên kia thì mình sẽ giải bạt thôi, ở phía bên này mình sẽ giải bạt thôi. Thì tính vị chi nếu mà một tấm xốp này là 24.000 nhá. Nếu mà cái bên này thì mình sẽ giải 24.000 ba tấm là 72.000. Mặt trần này nếu mà tính ra thì mình mất tầm độ nhân 3 thôi. Nhân 3 thì hết vào hơn 300 thôi. Nếu mà kể cả những góc nhỏ nhỏ mình mua thêm 1-2 tấm nữa thì mình che. Nếu mình che này chắc ở bên dưới nó sẽ mát thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bạt xanh lên nhá. Mình sẽ chống nắng tiếp theo ở bên mặt trần này.
nhưng mà mình nghĩ ngày chắc cũng tạm tạm, chỉ được tạm tạm thôi, chắc là đỡ hơn. Và bây giờ mình sẽ bơm nước lên nha các bạn nhé. Siêu lắng, lắng tháng 5 này, tháng 5 âm và sắp sang tháng 7 dương rồi. Lắng kinh khủng, siêu lắng. Trời, đây là quê của mình. Trời, đẹp không? Bầu trời trong xanh ưu hoa mắt. Đấy. Này, nắng, say lắng. Bây giờ mình sẽ dòng cái nước lên này. Đi trên mái tôn này chắc lắm, chết mất. Biết bây giờ dòng nước lên kiểu gì đâu. Xanh nước lên cũng mạch. Mà bơm nước ra thì cũng nghe chính chất đấy. Ôi, giờ cái mái tôn này đang lóng. Bỏ tay. Mái tôn này bỏ tay luôn. Bây giờ mình đã làm xong rồi. Các bạn có thể share video này nhé. Cảm ơn các bạn.